bao ngày mẹ sống, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tự giác và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ai, con biết không? Mẹ yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan lòng trong nỗi, mắt xoay tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tình giấc rồi mẹ chợt nghe vùng về con nói cô mẹ ơi. Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ai, con biết không? Mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày đầu đến lỡ mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường. Ngày ngày đến lỡ dần dần con quen, bạn bè thầy cô yêu thương con. Bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con rất nhiều. Những khuya ôn bài con thơ, xót xa tìm mẹ biết bao. Thơ con trôi qua rất mau, ước chi con mẹ mai sau sẽ thành con. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về. Ấp trong giấc mộng nhớ bao tháng ngày, mẹ con hồn nhiên bên dáng mẹ. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ.
Vâng, thưa quý vị, thật sự là Khang rất là xúc động khi nghe ca khúc này. Bây giờ đây thì để cho quý vị có thời gian chấm điểm, 100 quý vị khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo, thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Vâng, xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ đây thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng làm quen với lại 6 bạn nhỏ. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai đứng ở vị trí số 1, mặc áo dài rất là dễ thương. Xin chào con. Dạ, con chào chú. Con giới thiệu cho mọi người đôi nét về mình, con tên gì, con đến từ đâu? Dạ, lời đầu tiên con xin gửi đến các quý vị ban giám khảo, các quý vị ban tổ chức và các quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Con tên là Nhật Minh và năm nay con 12 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thế thì ước mơ của con trong tương lai là con muốn làm gì? Dạ, ước mơ của con là làm ca sĩ ạ. Ca sĩ đúng không? Dạ. Thế thì cho chú hỏi là mẹ có vai trò quan trọng như thế nào, mẹ ảnh hưởng như thế nào với cuộc đời của con? Con không thể nào mà kiếm được người mẹ thứ hai. Mẹ con luôn có mặt trong luật cuộc đời của con. Và con có một điều ước là con và mẹ của con sẽ sống mãi bên nhau trọn đời. Rất là xúc động đúng không ạ? Con là cái người mà gây được cái cảm xúc cho chú khi mà con hát nghe cái câu đầu tiên. Con hát rất là cảm xúc. Cảm ơn con rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chàng trai này. Thì có lẽ là quý vị không còn xa lạ gì. Tại vì chú Khang đã gặp con chắc nguyên một mùa luôn rồi. Cho nên nhưng mà hôm nay chú thấy con cao lớn hơn, nhổ giò hơn rất là nhiều. Con giới thiệu về mình đi Vĩnh. Con xin chào ba vị ban giám khảo ạ. Và con xin chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong buổi tối hôm nay. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất ạ. Con tên là Nguyễn Đức Vĩnh. Hiện nay con là học sinh lớp 8 ạ. Đức Vĩnh, con quê của con ở đâu Vĩnh? Quê của con ở Bắc Ninh ạ. Thưa quý vị, đây là cậu bé đến từ Bắc Ninh. Và có một niềm đam mê rất là đặc biệt đối với quan họ. Đúng không con? Và nếu mà chú nhớ không lầm thì mẹ con là người đã luôn đồng hành cùng với con để con có thể tập hát và hát được quan họ Bắc Ninh. Thì hôm nay thì có một điều là cậu bé này đã lớn hơn rất là nhiều, cho nên là cũng đã bị vỡ giọng. Cái giọng nó cũng khác ngày xưa rất là nhiều. Nhưng mà không biết là chú có thể mời Vĩnh hát một đoạn dân gian đương đại cũng được. Con xin hát gửi đến mọi người một ca khúc dân ca đương đại mang tên Ngậu Hương Sông Hồng ạ. Tôi ôm con sao bé bỏng của tôi lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa. Một ngày mùa thu theo cha qua sông, một ngày dòng sông đầy nắng và gió. Cô sống sương sương bọt gió, cô sĩ thương ai lội sông tìm ai. Đây là chàng trai mà đã lấy nước mắt của tôi ít nhất 2 lần khi mà trên sân khấu để nghe phần thể hiện của bạn. Và hôm nay thì gặp lại con, chú rất là vui chào đón con đến với chương trình Người Hát Tình Ca. Và chắc chắn là mẹ của con cũng rất là hạnh phúc với những gì mà con đã cố gắng nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn con. Và đây là một cậu bé mà có lẽ là chú cũng rất là ngưỡng mộ con vì cái sự hiếu thảo của mình. Con có thể giới thiệu mọi người đôi nét, con tên gì và đến từ đâu không? Dạ, con xin kính chào ba vị ban giám khảo và toàn thể các khán giả có mặt trong ngày hôm nay ạ. Con tên là Nguyễn Minh Nhật và năm nay con 15 tuổi. Nhật có thể cho mọi người biết là ước mơ của con là con làm gì và mẹ của con có vai trò quan trọng như thế nào với cuộc đời của con không? Dạ, ước mơ của con là trở thành một ca sĩ và có thể thay thuận đều được bình an. Vâng, thưa quý vị, ba của cậu bé này đi chạy xe ôm và chàng trai này thì khi tham gia một cái cuộc thi thì ước mơ là sẽ có được tiền để mỗi ngày chạy thần cho mẹ. Thì cái câu chuyện của bạn thì nó cũng thật sự là rất là xúc động. Mà khi mà cá nhân của Nguyên Khang khi đọc cái bài viết về bạn và biết bạn tham gia một cuộc thi âm nhạc trước đó thì đã rất là cảm động. Và ngày hôm nay thì
chào đón con đến với chương trình của Người Hát Tình Ca. Và chắc chắn một trong những cái điều khiến chú cũng rơi nước mắt là tại vì hôm nay con là một trong những người đã mang đến cái cảm xúc cho chú rất là mạnh với ca khúc về mẹ như thế này. Cảm ơn con rất nhiều. Xin chào con. Dạ, con chào chú. Con giới thiệu Modenex với mọi người, con tên gì đi? Dạ, lời nói đầu tiên cho con xin gửi đến quý ban giám khảo, quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Con tên là Phương Trúc, năm nay con 13 tuổi. Ước mơ của con là gì? Dạ, ước mơ của con là được trở thành ca sĩ. Người mẹ có những cái kỷ niệm nào gắn bó với con như thế nào trong cuộc sống? Dạ, đối với con mẹ là người quan trọng nhất. Tại vì mẹ luôn ủng hộ con trong con đường âm nhạc. Và mẹ luôn bên cạnh hỗ trợ. Và mẹ rất là quan trọng đối với con. Cảm ơn con rất là nhiều. Dạ. Xin cảm ơn con. Đây là cô bé mà có thể nói là cái mái tóc dài của bạn ấy là có điểm rất là thu hút với Nguyên Khang. Chào con. Dạ, con chào chú ạ. Con giới thiệu cho mọi người đôi nét về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho con cái kính gửi đến quý vị ban giám khảo và các quý vị khán giả ạ. Dạ, con tên là Trần Châu Kim Anh và năm nay con 13 tuổi ạ. Con 13 tuổi đúng không? Kim Anh, hôm nay thì khi mà con hát ca khúc Cảm Xúc, Nhật Ký Của Mẹ thì cái điều gì con suy nghĩ về mẹ của mình? Dạ, đối với con thì mẹ là người quan trọng nhất đó đấy con. Và mẹ là người đã sinh con ra. Và con rất là thương mẹ con. Và mẹ con lúc nào cũng phải dành dụm tiết kiệm này nọ để mua đồ đẹp cho con hoặc là... Và lo cho con ăn học đúng không? Đến nơi đến chốn đúng không? Thật ra người mẹ nào trong cuộc sống thì cũng mong con mình những cái điều tốt nhất. Và hôm nay con hát ca khúc về mẹ cũng rất là cảm xúc. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ, cảm ơn chú. Và đây là một cô bé mà có thể thấy là trong phần trình bày vừa rồi, cô bé rất là giản dị. Chào con giới thiệu đôi nét về mình. Dạ, lời nói đầu tiên, con tên là Nguyễn Phản Ngọc Giàu. Con xin kính chào ba vị ban giám khảo và quý vị khán giả đang xem ở đây và đang xem trên màn ảnh nhỏ ạ. Con tên là Nguyễn Phản Ngọc Giàu, năm nay con 11 tuổi ạ. Con có biết là một trong cái những điều đặc biệt của con là gì không? Là giọng nói với giọng hát của con khác biệt nhau. Hồi nãy con hát giọng khác và con nói bằng giọng rất là đáng yêu. Con có thể cho mọi người biết cái cảm xúc của con khi mà hôm nay con hát ca khúc Nhật Ký Của Mẹ không? Cảm xúc của con là khi con hát những câu đó thì trong lòng con nó rất là thương mẹ, bởi vì là mẹ là người luôn luôn ủng hộ con trong tất cả các công việc con làm. Như là khi mà con đi học về á, con được điểm cao thì mẹ cũng rất là vui. Nhưng mà khi con đi học về mà điểm không được như mong đợi con á, thì mẹ con cũng cố gắng ủng hộ con. Và con suy nghĩ đến những lúc đó con cảm thấy rất là thương mẹ, bởi vì mẹ luôn luôn ủng hộ con. Mặc dù con có làm việc gì sai đi chăng nữa thì con vẫn là con của mẹ. Và mẹ luôn tận tình giải thích cho con là cái đó như là như thế nào và cái đó có tốt cho mình hay không. Và mẹ luôn chỉ con lại những thứ con sai. Cảm ơn con rất là nhiều. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa làm quen với lại 6 bạn nhỏ trên sân khấu này. Và lúc này đây chúng tôi xin mời những cái chia sẻ từ phía 3 vị giám khảo đang có mặt trên hàng ghế của mình. Thôi cho con xin phép, khi mà nghe bài hát này thì chú thấy các con mỗi người có một cách kể và hát về mẹ một cách khác nhau. Bạn Minh Nhật có một giọng hát già dặn hơn và rất là dày. Khi nghe thì chú cảm thấy cái tình cảm của con dành cho mẹ rất là nặng, rất sâu, rất đậm. Giọng ca của con cứ giữ cái nét như thế này thì chú bảo đảm với con là con sẽ trở thành một ca sĩ và sẽ rất là thành công. Cảm ơn chú. Và bạn Đức Vĩnh, có thể là vì em đang bị bể giọng phải không? Cho nên là có những cái đoạn mà khi mà xuống thấp chú cảm thấy là con nó hơi chân vân một chút. Nhưng đến cái đoạn mà lên cao một chút chú mới thấy được cái bé Đức Vĩnh ngày xưa đó, rất là dễ thương. Còn bạn Nhật Minh thì giọng rất là nội lực nha con. Con hát rất là khỏe. Cách hát của con thì chú cảm thấy là nếu mà con hát về mẹ mà con hát nhẹ nhẹ một chút xíu lên thì nó sẽ hay hơn. Còn ba cô gái, chao ơi tao nói nó dễ thương chi mô. Ba cô gái con nhìn cho cô nói đi. Rồi, cảm ơn Hà. Thế này, để cô Ý Lan nói về Ngọc Dầu trước nha. Ngọc Dầu, tiếng hát của con thì nó rõng rạc và nó sáng rất là tốt. Nhưng mà khi mà cái đoạn mà con bước xuống để con hát ở dưới này đó, con đi như là model. Con đi những cái bước đi rất là đẹp mà có chuẩn bị. Cho nên cô khen con
là con đã chuẩn bị cho phần trình diễn của mình rất là kỹ lưỡng. Cảm ơn con với tất cả cái tình thương dạt dào con đặt vào từng câu hát của bài hát này. Dạ con cảm ơn cô ạ. Đáng lý là phải cháu cảm ơn bà thì đúng. Dạ. Thôi không sao đâu, không sao. Lâu lâu cho bà trẻ ăn chút xíu thì cũng được, không sao. Giờ bây giờ cô nói đến Kim Anh. Kim Anh lúc nãy nói bao nhiêu tuổi cưng ha? Dạ con 13 tuổi ạ. Cô yêu cái tuổi 13 của Kim Anh. Bởi vì khi Kim Anh hát, Kim Anh cho cô tất cả những cảm xúc cao độ nhất. Trong 6 thí sinh ngày hôm nay, khi mà Kim Anh cất tiếng hát, cái tình cảm mà Kim Anh lột tả qua bài hát này, nó có một phần nào đó sự chín chắn. Cô chúc mừng cho phần trình diễn rất đẹp của con vừa qua. Dạ con cảm ơn cô ạ. Bây giờ mình nói đến Phương Trúc. Thật sự ra cô nghĩ hôm nay đã ba cháu gái của cô rất là đặc biệt, mỗi người một phong cách hát và trình diễn khác nhau. Cô tin rằng là ba con sẽ đứng vững và sẽ đi sâu vào thêm được vòng trong. Xin được cảm ơn danh ca Ý Lan. Và bây giờ xin mời thầy giám thị. Các con quá là tuyệt vời. Nãy giờ ngồi nghỉ hoài, không biết là bạn nào có thể ra đi được, bởi vì không muốn ai ra đi cả. Ba bạn nữ, ba bạn nam ở đây, ai cũng tuyệt vời hết. Không biết ai sẽ là người chia tay, nhưng mà chắc chắn là người chia tay này, dù là ai chăng nữa thì cũng sẽ thành công trong tương lai. Chúc mừng các con. Vâng, thưa quý vị, lúc này đây chúng tôi đang chờ đợi kết quả tổng điểm từ phía 100 khán giả và ba vị giám khảo. Kết quả của chúng tôi chính là... Thưa quý vị, một điều bất ngờ, một sự phá lệ của ban tổ chức và ban giám khảo của chúng tôi sau khi hội ý là do các thí sinh của chúng ta thể hiện rất xuất sắc, nên chúng tôi đã quyết định sẽ thay đổi điều lệ là sẽ không loại bất kỳ bé nào trong 3 vòng thi đầu tiên. Đây là một điều chưa từng có của chương trình Người Hát Tình Ca 2019 của chúng ta trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, sau 3 vòng thi, chúng tôi sẽ chia tay cùng lúc 3 bạn và 3 bạn còn lại sẽ bước vào vòng thi đơn. Như vậy lúc này đây thì chúng tôi không muốn tạo lên áp lực đối với các bạn thí sinh của chúng ta. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng tôi không thể để 6 bạn của chúng ta thi cùng một lúc. Và cho nên là các bạn ở 2 vòng thi tiếp theo cố gắng, bởi vì chúng tôi vẫn tính điểm của tất cả các bạn. Được không ạ? Hãy cho chúng tôi thấy một tràng pháo tay lớn hơn nữa cổ vũ cho các thí sinh. Và bây giờ chúng tôi tin chắc là việc không loại các thí sinh ở vòng thi đầu tiên đã tạo cho các bạn một cái sự nhẹ nhõm hơn, bớt áp lực hơn. Hãy cố gắng thể hiện hay hơn nữa nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình Người Hát Tình Ca. Khóc, 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 khóc con ngờ ô.
chúng ta vừa đến với ca khúc Ngựa Ô Thương Nhớ với phần thể hiện của 6 bé trên sân khấu. Một không khí rất sôi động và đã khuấy động được không khí của chúng ta. Và ngay bây giờ đây sẽ là lúc mà 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo sẽ đưa ra những điểm số dành cho những thí sinh. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Xin được cảm ơn ba giám khảo và 100 khán giả có mặt tại trường quay. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của các vị giám khảo. Wow, cảm ơn các con rất là nhiều để mang lại không khí vô cùng là sôi động, vô cùng là tuyệt vời. Và chúng rất là phục các con. Các con nhớ bài, nhớ cấu trúc bài. Bài này thật sự nó cũng khá là phức tạp. Để ca sĩ chuyên nghiệp nhớ được khi nào là nảy, khi nào là chuẩn bị kết, khi nào nhấn nốt nào. Thật sự là rất là nhiều cái để nhớ trong bài hát mà còn phải chia câu, rồi còn phải là đợi coi giám khảo nhấn nút coi ai hát nữa. Cho nên thực sự là người lớn cũng gặp khó khăn, chứ đừng có nói là ở tuổi con mười mấy tuổi. Và chú thích nhất là các con ở bài này hình như là qua bài đầu tiên rồi, bài thứ hai mình relax hơn, mình thoải mái hơn rất là nhiều, đưa cá tính của mình vô nhiều hơn, không có ém mình lại như bài đầu nữa. Đặc biệt là chú rất là thích Nhật Minh. Cái phần mà câu intro á, mọi người hát sau cái con áo lên cái gì đó đó, có chút cực kỳ mê con đó luôn. Và con nhảy và con diễn với bạn kế bên này kia nữa. Thôi chú không có nhắc từng người nữa, bởi vì là cả 6 người đều rất là tuyệt vời. Cảm ơn con rất là nhiều. Thì cảm ơn nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Tiếp theo chúng tôi xin mời ca sĩ Vũ Hà. Liệu là đàn ngựa của chúng ta có về đến đích chưa? Cái bài đầu thì các em còn đang rụt rè và hát rất là tình cảm. Nhưng qua tới cái bản thứ hai, ôi chao ơi, nó sung. Thích nhất cái áo. Đó. Với gương mặt hiền hiền, dễ thương giống như là con á cô. Nhưng ở bên trong là nội lực. Đó. Nhìn ngoài bình thường thế thôi, bên trong tao nói... Quá chừng. Hừng hực làm sao. Còn bạn Đức Vĩnh, bạn ấy là người Bắc Ninh, cho nên khi mà hát cái câu và tiếng Bắc nghe rất đã và luyến lấy rất là tốt. Còn bạn Minh Nhật với cái giọng rất già dặn đấy và hát chắc nhịp và đặc biệt là rất là chuẩn. Anh rất là thích cái giọng hát của em. Anh rồi, mới cháu, mới chú rồi giờ anh rồi. Nó loạn hết cả lên rồi. Cũng là cái tên mà hôm nay con với cô nói đấy, sau đây. Đấy, hôm nay tại... nó bảo con là làm 10 năm về trước. Xong bây giờ tôi khổ quá mà. Khi mà ông bước ra, ông tự nhận ông là lớp trưởng của cái lớp đó thì hình dung ra tôi xác định cái vai trò của ông là chỉ hơn các bạn nhỏ có vài tuổi. Cái bây giờ ông xưng loạn danh xưng hô, ông cũng đổ lỗi cho MC. Bởi vì tôi nói MC của chương trình này khổ lắm quý vị ơi, khổ lắm. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời anh là chúng ta đang là đại từ xưng hô là chú hay là anh hay là bé. Thế theo quý vị khán giả thì em nên làm cái gì ạ? Thế anh hay chú? Để anh thôi nhá, anh thôi. Anh khuyên các em nhá. Cứ hát như thế, cứ mộc mạc như thế. Còn ba cô gái. Úi giời ơi, con gái thì cô nói đi. Trò này cũng hơi lạ ha. Thật sự ra đó, cô nghĩ rằng là bé Ngọc Dầu. Trời ơi, con là cả một cái ánh sáng của cái sân khấu. Con hát rồi con có nhiều năng lượng. Mà con hát leo lên cái octave trên luôn. Cho nên cái giọng hát của con nó khỏe mà nó sáng rực. Cô rất thích cái màn trình diễn của con. Cảm ơn con lại thêm một lần nữa cho cô thêm cái sự khó lựa chọn. Cảm ơn con rất là nhiều. Dạ con cảm ơn cô ạ. Và bé Kim Anh, cô gái 13 tuổi của cô, vẫn phong độ đó, vẫn dịu dàng, đẹp. Nhưng trong tiếng hát của con, mỗi một nốt con hát ra, cô nghe được tất cả những kỹ thuật mà con đã có sẵn ở cái độ tuổi của con. Một người ca sĩ lớn, tuổi chuyên nghiệp, chưa chắc gì đạt được những cái nơi mà con đang đạt đến. Cảm ơn con và cô rất mê phần hát vừa rồi của con. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Phương Trúc, con cũng thế. Những cái phần trước của con hát tốt, thế nhưng mà nó không có cho cô được cảm nhận được là con có cái... mạnh dạn trong cái phần trình diễn của con, có cái nội lực trong tiếng hát của con. Nhưng lần này qua bài hát này, cô nhìn thấy rất rõ, lại càng tăng thêm cho cô cũng như ban giám khảo sự khó khăn trong cái việc lựa chọn nữa. Cô chúc mừng con rất là nhiều trong phần trình diễn vừa qua. Dạ, con cảm ơn cô. Các con là những người trẻ tuổi mà sao có thể làm được những cái điều
mà tất cả mọi người trong căn phòng này ngày hôm nay phải nói rằng là chúng tôi có một năng lượng và luồng điện rất là mạnh trong phần trình diễn của các con. Xin cảm ơn danh ca Y Lan. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3 của Người Hát Tình Ca. Bạn đơn trước cổng ngã nên còn trẻ con từ rừng ra chưa vớt với người rất ham ăn với lại ham chơi. Vội con ơi màu lớn nhanh con đôi ngà to có sức đi khắp miền rừng xa kêu vỗ cho buôn làng của ta. Chú voi con thật là khôn quen theo gì khắp vùng bản đôn đầu gật gù lúc lắc chiếc vòi theo đông đưa theo nhịp trên vui. Ôi con ơi màu lớn nhanh có thân mình to khắp trốn tây nguyên cần nhiều voi góp sức xây buôn làng đẹp trẻ con từ rừng ra chú đến với người rất ham ăn với lại ham chơi. Với con ơi mau lớn nhanh có đôi ngà to có sức đi khắp miền rừng xa kéo vô cho buôn làng của ta. Với con ơi mau lớn nhanh có đôi ngà to có sức đi khắp miền rừng xa kéo vô cho buôn làng của ta. Do cha, do anh, do em. Ý mà chú thấy hình như thiếu do mẹ đúng không? Sao do mẹ đâu con? Do mẹ đâu? Có bạn nào biết không? À, do mẹ ở đây. À, do mẹ ở đây để nhún nhảy đúng không? Rất là đáng yêu. Cái bài này á, không biết là cái phiên bản này nó mới hay sao mà anh Dũng có thấy khác không? Tại vì cái khúc đầu á thì em nghe rất là quen. Nhưng mà cái khúc sau hình như là nó hơi thay đổi đúng không? Hơi có một cái biến tấu đúng không? Thưa quý vị, theo như Nguyên Khang vừa được nhạc sĩ Vũ Quốc Việt Alo thông báo thì anh đã viết thêm cái phần thứ hai cho cái bài Chú Voi Con ở Bản Đôn. Nên đó là lý do tại sao mà Nguyên Khang nghe rất là lạ. Nhưng mà hay. Dạ, rất hay đúng không ạ? Đó là lý do tại sao mà chú Voi sau một thời gian sống ở Bản Đôn quen với mọi người thì chú đã viết tiếp câu chuyện của mình ở phần 2. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Rồi mời các con chúng ta về chỗ của mình. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo và 100 khán giả có mặt tại trường quay dành cho 6 cái chú voi con ở thành phố Hồ Chí Minh này. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được mời voi anh. Voi đây, voi anh đây. Mời voi anh nhận xét cho đàn voi em. Nói thật luôn, ba con voi nam và ba con voi nữ. Anh ơi, voi đực chứ. Vâng. Voi đực, voi cái. Ba con voi đực ơi. Mấy em hát mà anh cứ tưởng tượng là mấy em rủ cả voi mẹ. Voi anh. Voi... voi giám thị. Voi giám thị. Voi giám thị. Lên rừng. Và đặc biệt là khi anh thích nhất là cái đoạn khi mà phía được chú Vũ Quốc Việt viết lại và khi được biến tấu lại thì các con hát. Không biết giờ phải biết nói sao vì sáu giọng ca không biết chấm sao luôn á. Nó đều nhau. Mới đầu nghe bạn Minh Nhật biến tấu thì ôi chết cha, hay quá. Xong cái tự nhiên tới cái khúc mấy cô bé này làm cũng hay quá. Xong rồi đến khúc này, tới này sáu giọng ca, không có giọng ca nào mà cảm thấy mà bình thường hết trơn á. Không anh bình thường luôn, hay đến độ không bình thường. Anh cảm thấy anh rất là vinh dự khi được làm anh của sáu con voi này. Đây là sáu giọng hát phi thường. Voi mẹ nói đi. Không, thật sự ra bài hát này lần đầu tiên cô mới được nghe. Mỗi một em ở trên sân khấu đã trình diễn hết sức mình. Các em làm rất đẹp và rất trọn vẹn cho cái phần trình diễn của mình. Là một màn mà không thể nào mà ai có thể ngồi yên. Nếu không nhúc nhích cái bàn chân thì cũng phải nhúc nhích bàn tay. Nếu không bàn tay thì phải cả người như là cô Ý Lan vậy. Cảm ơn các em rất nhiều trong phần trình diễn vừa qua. Cô ơi, hồi nãy đó, không chỉ cô nhúc nhích toàn thân đâu mà cái người ngồi kế bên cô còn nhúc nhích cái lỗ tai nữa. Có không? Có, thầy giám thị. Ôi trời ơi, thầy, làm sao mà con đứng lỗ xa như nữa. Vậy mà nhìn thấy cái lỗ tai nhúc chùm, nhích là giỏi. Chùm soi mà cô. Chùm soi hả? Chùm soi. Rồi xin mời thầy giám thị nhúc nhích lỗ tai nhận xét về tiết mục này. Bình thường giám thị là mang bị mang tiếng rất là khó chịu. Cái gì cũng soi rất là kỹ. Nhưng mà thật sự là với cái bài hát này là chú Dũng không có biết soi chỗ nào nữa hết. Thật sự không enjoy có soi quá, được ha. Và đặc biệt là phải cảm ơn anh Việt. Cái phần sau của anh viết rất là hay. Và đặc biệt là đoạn cuối á, cái đoạn mà để cho các chú voi và cô voi này là cùng nhau, mỗi người nối một câu, nối một câu, nối một câu. Nó tầm cái bài hát trở nên là một sáu người không có thi đối chọi với nhau mà là cùng hát với nhau. Và tụi con tận hưởng cái bài hát của mình, tụi con vui. Và cái năng lượng rất là quan trọng, nó làm cho mọi người ở đây ai cũng vui theo hết. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là cái số điểm mà 100 khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay đưa ra. Và như chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, đây là một đêm thi vô cùng đặc biệt khi mà chúng tôi đã quyết định không loại, không chia tay bất kỳ thí sinh nào của chúng ta ở vòng 1, vòng 2 và vòng 3. Tuy nhiên, theo như định dạng của chương trình thì chúng ta sẽ phải bắt buộc chia tay 3 bạn. 3 bạn chia tay với chúng ta không có nghĩa là các bạn dở nha, không có nghĩa là các bạn hát không hay, mà là tại vì chúng ta cần 3 bạn xuất sắc hơn để thi vòng thi hát đơn. Cho nên cứ nghĩ một cách nhẹ nhàng, đây là một cuộc chơi chứ không phải đây là một cuộc thi nha các con nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Thưa quý vị, 3 gương mặt mà chia tay với chúng ta có số điểm tổng điểm lần lượt là 107,4, 110,6 và 113,5. Và xin được chúc mừng 3 gương mặt có số điểm cao nhất ở vị trí thứ nhất với số điểm cao nhất 116 điểm. Xin được chúc mừng, đó chính là Minh Nhật 115,7 đứng ở vị trí thứ hai. Xin được chúc mừng. Vĩnh. Như vậy là chúng ta đã có được 2 gương mặt là 2 chàng trai đã giành được chiếc vé đi tiếp. Kết quả tiếp theo, gương mặt thứ 3 sẽ đi tiếp trong phần thi hát đơn. Chúng tôi xin chúc mừng với 113,6, nhỉnh hơn một chút so với bạn đứng ở vị trí thứ 4, chỉ có 0,1 điểm thôi. Nhưng mà bạn đã thể hiện tốt hơn và nhận được điểm số bình chọn của khán giả cao hơn. Xin được chúc mừng gương mặt thứ 3, đó chính là Kim Anh. Như vậy chúng tôi cảm ơn rất nhiều 3 bạn nhỏ, 3 bạn voi dễ thương của chúng ta. Cảm ơn Nhật Minh, Phương Trúc và Ngọc Giao rất là nhiều nha. Tụi con hôm nay hát rất là tốt. Và chú Khang nghĩ là chúng ta đã có những cái kỷ niệm cực kỳ đáng yêu nha. Cho chú Khang ôm cái 3 bạn nè.
cảm ơn các con rất là nhiều. Rồi bây giờ thì chúng ta ôm nhau một cái để động viên tinh thần của ba bạn. Thưa quý vị, và ngay bây giờ đây chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với vòng 4, vòng thi đơn của chương trình Người Hát Tình Ca 2019. Cuộc sống với vòng quay của bánh xe thời gian, để một ngày chúng ta chợt thảng thốt nhận ra rằng mái tóc của mẹ đã điểm pha sương, đôi tay đã gầy guộc, vầng trán đã hằn những nếp nhăn, rồi chợt chúng ta tự hỏi rằng chúng ta đã làm điều gì cho mẹ của mình chăng? Rất nhiều người muốn làm nhiều thứ cho mẹ của mình, nhưng mà chúng ta đã không biết trân trọng cái thời gian, để rồi một ngày chúng ta chợt hối tiếc khi mẹ đã già. Những cái tâm sự thổn thức ấy với một câu chuyện về một người con, với những cảm xúc chân thành dành cho mẹ của mình, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Lặng Lẽ Mẹ Tôi qua giọng hát đầy cảm xúc của Đức Vĩnh. Hát ai quên mình có mẹ một ngày kia.
cõng nắng cõng mưa, mẹ tôi cõng cả. Bốn mùa gió xin chúc mừng Đức Mịnh. Cảm ơn bạn Viô Long. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Lặng lẽ mẹ tôi, với một cái khúc tự sự của thí sinh Đức Vĩnh qua phần thi của bạn. Và bây giờ thời gian dành cho 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo cho ca khúc này. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần chấm điểm của quý vị. Và bây giờ đây thì chúng tôi xin mời phần nhận xét của ban giám khảo dành cho thí sinh Đức Vĩnh. Xin mời cô Ý Lan. Bài hát này khi Đức Vĩnh bắt đầu cất tiếng hát, cô nghe được đôi ba câu là bắt đầu muốn được nhắm mắt lại để cô cảm nhận được tất cả những tình cảm mà con đặt vào trong bài hát này như là một tâm sự của chính mình. Con hát lên những tâm tư của một người con. Có một điều mà cô muốn nhắc nhở con là cứ mỗi một cái chữ đầu tiên là có lúc, phải không? Thì cô để ý con hát bằng dấu nặng. Con đã hát được chữ có lúc. Con hát được chữ đó không? Con hát lại cho cô nghe. Có lúc. Cô thích như thế hơn. Thay vì con cho dấu nặng rồi con mới lên cái dấu sắc. Có lúc. Có lúc. Cứ mỗi một chữ con như vậy thì trước tiên là nó đổi cái ý nghĩa, cái dấu của cái câu, cái chữ hát đó của mình, người ta nghe không được rõ. Người ta muốn con nghe là con nói là cỏ hay là có hay là cỏ. Thành ra con nên rõ ràng giùm cô là con nên lên thẳng cái chữ có lúc thì nó sẽ đẹp lắm. Cô chỉ nhắc con thế thôi, chứ còn tất cả cái bài hát này với tâm tình của con nó đẹp sẵn rồi. Chia vui với con trong phần trình diễn vừa qua. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Xin mời ca sĩ Vũ Hà. Dạ cô ơi, tại vì em con á, nó yêu mẹ cho nên nó nức nở. Nó nức nở cho nên nó mới cỏ lúc. Em ơi, với tầm tuổi này mà hát một bài hát như thế này rất là khó. Bản thân anh, ví dụ mà người lớn mà nếu mà không có cái cảm nhận sâu sắc về mẹ và không có cái tình cảm đó thì không thể nào hát được như em. Em xử lý từng chữ và đặc biệt là những cái câu mà em hát nhanh lên một chút, nó nghe nó đã lắm. Anh cảm giác giống như là một người kể chuyện, một câu chuyện về mẹ. Qua cái giọng hát của em thì anh tin chắc rằng những ai đang còn có mẹ, họ sẽ nhìn lại là mình đã làm được gì cho mẹ chưa. Cảm ơn em rất nhiều. Đôi khi thấy anh Vũ Hà tình cảm như vậy lại thấy đáng yêu biết bao nhiêu. Đôi khi thôi nha. Để bây giờ quắc lên. Đôi khi thôi đó. Con tức lắm cô ạ. Con đàng hoàng thì nó bảo con là như thế là đáng yêu. Thế như thế nào thì mới là không đáng yêu. Anh ơi, lớp học mình có học trò ngoan, bé nó ngoan. Dạ. Mình giữ lại cái nết của mình nhẹ nhàng một chút. Em cảm ơn anh. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của anh Hồ Trung Dũng. Chú rất là thích phần trình diễn của con. Con vừa hát câu đầu tiên thôi, mọi người ở đây chứ không mình chú không, là đã bị cuốn vào bằng cái sự điềm tĩnh chắc chắn trong từng cái nốt mà con hát. Rất là nhỏ con thôi, nhưng khi mở miệng ra hát thì đặc biệt với bài này, chú lại nghĩ ngay đến cô Khánh Ly. Có nghĩa là nó làm chú rất là confused, làm rất là loạn lên. Nhưng mà loạn ở đây không phải là cái điều xấu, theo nghĩa xấu, mà là ô sao có một cái giọng nó lạ đến như vậy. Có nhiều cái kiểu, màu sắc đó phải không? Cái kiểu rất là lạ lùng và nó mê hoặc mình. Bản thân chú á, thì không còn mẹ. Và nếu mà cho chú cơ hội để nói với ai đó về tình mẹ thì chú chỉ nói rằng là đôi khi á, quan tâm mẹ rất là đơn giản. Không có cần quá nhiều thứ cầu kỳ, không có cần phải mua quà gì ghê gớm cả. Mà là mỗi cái hành động hàng ngày, mỗi cái điều nhỏ nhặt nhất hàng ngày lại là điều mà làm cho mẹ mình vui. Cảm ơn con rất là nhiều khi mà con đặt hết tình cảm của mình và làm cho mọi người một lần nữa nhớ về cái điều đó. Cảm ơn chú ạ. Một lần nữa xin chúc mừng Đức Vĩnh, em đã hoàn thành được tốt của mình. Ai cũng có một quê hương,
Và mỗi một người thì sẽ có những quê hương khác nhau, nhưng mà tình cảm dành cho quê thì luôn đồng đượm và yêu thương. Quê của tôi là hình ảnh của một mái nhà tranh, là hình ảnh của những đơm cá mà mỗi buổi chiều tôi cùng với lũ bạn thường ra bờ sông để bắt cá. Có lẽ những cảm xúc về quê hương ấy luôn ngập tràn, và khi mà chúng tôi rời xa quê thì cái cảm giác nhớ nhung, xao xuyến lại càng bồi hồi hơn. Mời quý vị ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cảm xúc viết về quê hương ấy qua ca khúc Bỏ Quê với phần thể hiện của Kim Anh. Yeah.
cho chị hai phận thiền duyên con gái đổ bến qua sông biết được ngày lành xa quê cách mái dặm trường người hai bên nước biết nơi nào buồn Xin chúc mừng Kim Anh và cảm ơn các bạn phụ diễn đã hỗ trợ cho tiết mục này. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những cảm xúc rất ngọt ngào của bé Kim Anh qua phần thể hiện vừa rồi. Và bây giờ 100 khán giả có mặt tại trường quay cùng với 3 vị giám khảo dành thời gian để bình chọn. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ Nguyễn Khai xin mời chú Hồ Trung Dũng. Thực sự là con đã rất là gan dạ khi mà chọn bài hát này ở độ tuổi của mình, cả về cảm xúc lẫn như là kỹ thuật. Và chú thực sự là rất là khâm phục con vì kỹ thuật con đã làm rất là tốt. Bài này cái quãng nó cực kỳ rộng. Và đến phần cuối là con còn thêm cái đoạn ca cổ nữa. Cho nên cái kỹ thuật nó rất là đòi hỏi rất là nhiều và con đã làm được. Thì so với tuổi của con thực sự là chú cảm thấy con đã làm hơn mong đợi của mọi người. Tuy nhiên nếu mà con chọn bài hát mà nó phù hợp với tình cảm của con hơn, cũng như là đừng có đòi hỏi quá nhiều như vậy. Nhiều khi con bị cái áp lực trong đi thi, mình phải chứng minh được cái bài nó khó. Nhưng mà nhiều khi không cần thiết như vậy đâu. Cái quan trọng đầu tiên là mình phải cảm được bài đó. Cho nên chú thực sự rất là mong một dịp nào khác chú được nghe một bài hát khác mà nó phù hợp với con hơn, để chú được thấy toàn bộ cái năng lực của con có thể thể hiện được. Cảm ơn con. Xin được cảm ơn chú Hồ Trung Dũng. Và xin được trân trọng kính mời anh Vũ Hà nhận xét cho tiết mục này. Em hát rất hay. Vòng này rồi bây giờ có nói gì nói, anh chỉ góp ý thôi, lần sau nhớ kiếm một bài hát nào đó mà có đi thi á, nó vừa phải thôi. Mình nghĩ sao mình hát vậy? Nhớ nha, đừng đóng vai gì mà hát là chết. Cứ là mình hát nó mới hay. Ừ, thưa quý vị, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng Kim Anh đã hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn em. Thưa quý vị, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn nên mắt mẹ nghe không. Cái cảm giác khi mà bước vào trong chùa vào ngày lễ Vu Lan để cài lên trên ngực áo của mình một bông hồng màu đỏ là niềm hạnh phúc của bất kỳ người con nào, để nói với cả thế giới rằng tôi vẫn còn mẹ. Cho con cõng mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo tần nuôi con. Xin được giới thiệu tiếng hát của Minh Nhật. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con, cho con gánh mẹ đầu non. Cả lòng mẹ đã gánh con biên trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng thường gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất một mảng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con anh cả đôi vai thân cò lăn lộn, sớm mai phai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, nở đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sao biến ra sao, con sao gánh hết cùng lao một đời. Mong rằng cài áo đúng
sau người gánh chính là con Minh Nhật. Em đã chạm đến cảm xúc của rất nhiều khán giả cũng như là ban giám khảo cho tiết mục này. Và bây giờ thời gian dành cho 100 khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay cho ca khúc vừa rồi của Minh Nhật. Thời gian bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, cái hình ảnh mà con gánh mẹ trong cái câu vừa rồi nó thật sự chạm đến cảm xúc của chúng ta đúng không ạ? Bởi vì hình ảnh của những người mẹ gánh con trong những cái thúng để đi làm hay là đi ra ngoài đồng đã trở nên rất là quen thuộc. Nhưng mà đôi khi có mấy ai trong cuộc đời mơ ước và tự hỏi rằng liệu mình có thể gánh mẹ được bao nhiêu lần trong cuộc đời của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chia sẻ của 3 vị giám khảo cho tiết mục này. Hồi nãy thì Nguyên Khang có để ý là cô Ý Lan có hát theo cái ca khúc này và rất là cảm xúc. Xin mời cô chia sẻ. Con hát bài hát này với cảm xúc y như những gì mà cô cảm nhận được. Cô đã đứng dậy để vỗ tay cho con. Con đã làm một bài hát, nó đã sẵn đẹp. Bây giờ nó cộng thêm nữa với tình cảm, với sự yêu thương và mong mỏi của một người con làm lại được một điều gì đó cho mẹ mình. Mà bây giờ con còn bé, cho nên có thể là câu cuối cùng của bài hát con chưa cảm nhận được nhiều như cô. Nhưng câu cuối cùng của bài hát đối với cô là một cái điều, cái ý nghĩa đẹp nhất trong bài hát này. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cảm ơn cô. Cô chúc mừng con cho phần trình diễn vừa qua. Cô gọi đây là một bài hát và một trình diễn hoàn hảo. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô.
khi mà theo dõi phía dưới hàng ghế thì Nguyễn Khang cũng bất chợt nhận ra được một cái ánh mắt rất là cảm xúc của nam ca sĩ Hồ Trung Dũng khi mà mỗi Vu Lan thì lại cài những cái bông hồng màu trắng trên ngực áo. Không biết là cảm giác của anh như thế nào khi nghe ca khúc này? Vu Lan thì Dũng thường hay được mời hát ở nhiều chùa để hát cho bà con nghe. Nhưng mà mỗi lần đến mà họ yêu cầu Dũng là hãy chọn cái hoa để mà đeo lên ngực đi đó. Mình không thích điều ấy. Dĩ nhiên là khi mình đeo màu trắng thì mình buồn. Nhưng bù lại Dũng cũng không muốn chứng tỏ cho mình thấy, mọi người thấy rằng là mình đang buồn. Cái điều đó mình muốn giữ cho riêng mình thôi. Còn cái mình mang lại cho mọi người là mình mang đến niềm vui. Và hôm nay thì con đã làm một cái điều cũng tương tự như vậy. Có nghĩa là con hát một bài rất cảm xúc, rất cảm động, rất buồn ở một nghĩa nào đó. Nhưng lại làm rất nhiều người vui. Và chắc chắn trong đó là có mẹ của con rất là vui. Và điều đó nó quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác ở đây. Và vì thế chúc mừng con. Dạ con cảm ơn Chúa. Từ nãy đến giờ thì những điều tốt đẹp nhất, những lời khen tặng của hai vị ban giám khảo thì họ nói rồi. Thì anh chỉ nói với em một câu thôi thế này. Với cái tuổi 15 của em á, có cái sự suy nghĩ là sau này sẽ hoặc là tặng cho mẹ một cái gì nho nhỏ cũng không có nói được. Vì mẹ của anh đã mất rồi. Cho nên nếu mà các em mà còn mẹ, hãy nói một câu nói con yêu mẹ lắm. Chỉ như vậy hàng ngày thôi là mẹ của mình cũng đã rất là hạnh phúc rồi. Cảm ơn em. Dạ con cảm ơn em cảm ơn anh. Cảm ơn anh Vũ Hà đã chia sẻ cái cảm xúc của mình. Thưa quý vị, như vậy là với tiết mục cuối cùng thì Minh Nhật đã mang đến rất là nhiều cái cảm xúc để chạm đến trái tim của chúng ta. Và thưa quý vị, hôm nay cũng là cái ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 thì cho phép chúng tôi thay mặt cho ban giám khảo cũng như là ekip của chương trình Người Hát Tình Ca xin gửi những cái lời chúc nồng ấm nhất đến nhờ những người chị, người mẹ, người bà, và rất mong là chúng ta sẽ luôn thật là khỏe mạnh để chi để có thể nhận được rất nhiều sự yêu thương từ những đứa con của mình. Chúng ta không hy vọng rằng con của mình sẽ gánh mình, nhưng ít nhất chúng ta hy vọng là chúng ta sống thật lâu để có thể được đồng hành trong cái chặng đường phát triển và thành công của con mình. Xin cảm ơn. Và bây giờ đây thì chúng tôi xin mời quay trở lại sân khấu hai thí sinh Kim Anh và Đức Vĩnh cùng đến với phần công bố kết quả. Thưa quý vị, ngay bây giờ trên tay của Nguyễn Khang là kết quả của đêm thi ngày hôm nay. Sẽ có một gương mặt đạt điểm số cao nhất của chúng ta. Và gương mặt này sẽ nhận được giải thưởng nhất tuần trị giá là 10 triệu đồng. Khi mà nhìn trong danh sách tổng điểm của ban giám khảo cùng với lời điểm khán giả để cho ra tổng điểm, thì chúng tôi thấy ở vị trí số 1 và số 2 là tổng điểm cao nhất trong số những đêm thi đã được phát sóng của chương trình Người Hát Tình Ca. Điều đó cho thấy là tiết mục của hai bạn thí sinh này đã thực sự chạm đến trái tim của ban giám khảo cũng như là khán giả. Tuy nhiên, một điều bất ngờ xảy ra của chương trình Người Hát Tình Ca là lần đầu tiên có một thí sinh nhận được điểm 10 tuyệt đối từ khán giả có mặt tại trường quay trong số tất cả những tập phát sóng của chúng tôi. Và điều này cũng đã giúp cho bạn đã đạt được điểm số cao nhất 39,5, có nghĩa là chỉ có thiếu 0,5 nữa là trở thành hoàn hảo cho tiết mục này. Gương mặt ở vị trí số 2 với tổng điểm là 38,5 và gương mặt ở vị trí thứ 3 là 36,8. Chúng tôi xin được chúc mừng gương mặt đã giành được chiến thắng của đêm nay, đó chính là xin chúc mừng Minh Nhật. Xin mời ba vị giám khảo chúng ta cùng bước lên sân khấu để trao giải cho gương mặt xuất sắc nhất đêm nay. Và thưa quý vị, gương mặt ở vị trí thứ 2 là Đức Vĩnh và gương mặt ở vị trí thứ 3 là Kim Anh. Xin chúc mừng các bạn. Kính thưa quý vị, như vậy chương trình Người Hát Tình Ca của chúng ta đêm nay với chủ đề về những ca khúc về mẹ, những ca khúc dành cho các bạn nhỏ đã khép lại với một đêm thi quá là nhiều cảm xúc. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền Vĩnh Long phối hợp với MNT Pictures thực hiện. Cảm ơn sự đồng hành của ba vị giám khảo: danh ca Ý Lan, nam ca sĩ Hồ Trung Dũng, nam ca sĩ Vũ Hà. Lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chào và hẹn gặp lại.
Chào Tuấn Tú. Tên với mặt giống nhau nha. Tuấn chào Tú con. Dễ thương. Con chào thầy ạ. Bây giờ Đào Duy muốn được hỏi đầu tiên là tại sao trong suốt quá trình bé nó hát thầy Quốc Đại bưng mặt khóc vậy? Ngủ. Cái gì ngủ? Có ai mới ngủ dậy mà mặt tươi vậy không? Mặt vẫn tươi có nghĩa là rất là nhập tâm vô giọng ca của con. Nhưng hôm nay con chưa hát đúng cái lực của con. Khi mà mới vào đầu con hát rất tốt, rồi cái đoạn giữa thì con lại hơi đuối xíu, sau cái quãng gian tấu con nghỉ một xíu thì con lại lấy lại cái lực, và cái nửa bài cuối con hát tốt hơn cả nửa bài đầu luôn, nên thầy quên bấm luôn. Dạ, cũng may là cô Thảo đã bấm cho thầy, nhưng mà chưa bấm thì giờ thầy bấm cũng được vậy, đúng không? Nhưng mà lý do gì khiến cho cô Xuân Thảo quyết định nhấn nút ở những giây cuối cùng ạ? Thật ra thì cô thấy là con về với đội của chú Đại rất là hợp. Khi mà con hát là cô đã nổi da gà nên cô phải bấm luôn. Cô quyết định Đại luôn. Cô tự bất chấp luôn là cô bấm và để cho chú Quốc Đại bắt buộc phải giúp cho con thôi. Có vẻ là cô Xuân Thảo quên mất một điều rồi. Không phải bên tay trái của cô Xuân Thảo biết hát đâu, mà bên tay phải của cô cũng biết hát nha cô nha. Ở cái lớp của bên Nhi Sắc Nhí này cái gì làm cũng được. Thầy chứng minh thầy đi. Thầy cô nào thầy làm cũng được. Thầy chứng minh đi. Thầy Lộc chứng minh liền. Thầy mời thầy Lộc. Con ơi, nãy con ca cái câu gì đó? Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Cố lên nha. Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Gì anh? Gì anh? Biết ai? Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Lấy tòng sao ta không biết ai còn nhớ đến ân tình không? Biết ai còn nhớ cái gì anh lại thôi để anh hát câu tiếng bè đi. Em tự tin theo tiếng bè nước nở thôi. Tiếng bè đi, tiếng bè đi. Tiếng ve nước nở buồn hơn tiếng lòng. Tiếng ve nước nở buồn hơn tiếng lòng. Rồi. Trời ơi, nghe chữ lòng một cái là nó nhói trong lòng rồi. Thầy Quyền thử đi thầy Quyền. Em thầy Quyền có lại được không đâu con? Nó hát cái lòng là nằm ở cái khúc ruột non. Con nhỏ thầy Lộc hát cái lòng nó rớt xuống ruột già. Thì đúng rồi. Con nhỏ thì là ruột non, còn người lớn thì ruột già là đúng đó. Dạ đúng rồi. Mình nghe cái chữ lòng thấy buồn rồi. Còn riêng đối với thầy Nam Cường, quyết định rất nhanh chóng ngay từ khi bé hát những cái câu đầu tiên. Có lẽ là bởi vì thầy cảm nhận được một cái điều đặc biệt từ bé đúng không ạ? Tại sao thầy ngồi im lặng nãy giờ, thầy không có nhoi nhoi gì giống như bình thường? Bởi vì sao? Con khiến thầy bị lặng đi khi mà con hát rồi. Rất nhiều là tiết mục thầy bị lặng lắm á con. Và khi con hát mà cất ngay cái câu đầu tiên lên đã chiếm được trái tim của thầy rồi. Thầy thích dòng nhạc này cũng như thích con. Thì khi mình thích một cái điều gì đó rồi thì chắc chắn mình sẽ toàn tâm toàn ý, mình dành cho cái đối tượng đó rất là nhiều tình cảm. Thật sự thầy rất mong có thể có con ở trong đội hình của thầy. Thầy không chỉ là
mạnh ở những cái dòng nhạc trẻ hay gì đó, và ngay cả dòng nhạc này hay là dòng nhạc dân ca, thầy vẫn có thể giúp cho con được. Cảm ơn thầy Nam Cường. Con có cả hai lớp học, lớp nào cũng muốn mời con về hết. Bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái đoạn nhạc, sau đó con vừa hát và giống như là con đang đi vào trong sân trường vậy đó. Con thích lớp nào, con vô lớp đó. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, 90 ngày qua chưa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa từ là hết người ơi. Anh Nam Cường cũng không giấu được cảm xúc của mình đúng không ạ? Chị gì đang xảy ra anh vậy? Xin phép thầy, con được vào lớp ạ. Trời ơi, khiên con vô luôn á, khỏi xin hả? Dạ, con xin kính chào các thầy cô và các quý khán giả. Con tên là Thanh Thủy, con 14 tuổi và con đến từ Long Thành, Đồng Nai. Còn con tên là Duy Phạm Ngọc Diệp, năm nay con 11 tuổi rưỡi và con đến từ Hà Nội. Dạ, sau đây tụi con xin trình bày bài Giấc Ngủ Đầu Nôi, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn ạ.
Đó chính là phần biểu diễn của Ngọc Diệp và Thanh Thủy. Diệp ơi, con ở Hà Nội mà sao con hát Nam Bộ? Con sinh ra ở này đúng không? Dạ không, con sinh ra ở Hà Nội. Hà Nội luôn? Rồi, mẹ con người Nam hả? Dạ không, ba mẹ con đều là người Hà Nội hết. Ủa sao ngồi? Ủa khoan, từ từ. Nếu mà mình xét về cái mặt mà địa lý nghe, là cái phát âm này là nó rất là miền Nam, nó rất là đáng yêu, rất là ngọt ngào. Con thử con nói giọng Hà Nội cho mọi người nghe thử đi. Dạ, con xin chào các thầy cô và các quý vị khán giả. Rồi khi nào con xài cái tiếng miền Nam mà khi nào con xài cái tiếng miền Bắc? Dạ, khi nào con ở Hà Nội thì con nói tiếng Hà Nội, còn khi nào con vô Nam thì con phải nói tiếng miền Nam. Ai dạy cho con? Dạ, con nghe bài của chị Phương Mỹ Chi xong rồi con học tiếng miền Nam luôn. Trời ơi. Ê con thích chị Phương Mỹ Chi phải không? Dạ. Con gái chú, ngày trước chú đã từng là một huấn luyện viên cho Phương Mỹ Chi, chắc con theo dõi con biết rồi đúng không? Dạ. Đó, thì ngoài người mẹ sanh ra Chi thì có những người bên cạnh để mà săn sóc và quan tâm Chi, thì chú là người thứ tư, đến thứ tư nên gọi là người mẹ thứ tư. Dạ. Cả hai con đã hỗ trợ cho nhau rất là tốt. Ở Diệp có mặt hạn chế này thì được Thủy bù vô, còn ở Thủy có mặt hạn chế này thì được Diệp bù vô. Và nếu mà hai con về độ của thầy thì thầy sẽ tập để các con hoàn thiện bản thân và hai con cùng tiến lên cùng không? Nhau tiến lên một cái tiến lên trên một cái con đường rộng mở phía trước. Cảm ơn thầy. Hai đứa con bước ra với hai tảo trắng đã hớp hồn chú rồi. Chú rất mê những cái gì mà nó gọi là đơn giản. Cái gì, ai cười gì vậy? Dạ, nó nghe đơn giản sao cái áo chú nó không có được. Cái gu nó không hợp. Mặc đồ là phải như anh Quốc Đại gì đó. Cầu tre, chim chóc, cây cối, rồi tất cả giường tường cao cá đẩy vô hết luôn. Bên cạnh đó, chú thì nhìn gương mặt cũng như là độ tuổi thì nó cũng trên lệch với chú Quốc Đại. Trên lệch như thế nào ạ? Chú có sự trẻ trung, hồn nhiên gần với tụi con. Anh nói như vậy là anh Quốc Đại quá già cỗi. Đúng rồi. Ôi trời ơi, đúng rồi. Chỉ tặng quà thôi nha. Trời ơi, lên đây nhìn gần mới thấy như thiên thần. Vậy luôn á hả? Hai đứa em lên mới thấy hả? Anh ngồi đây là anh thấy rồi. Mời cả ba thầy cô cùng lên đây ngắm mấy bé rõ hơn. Thì đại gia đình mình chụp một tấm hình để hồi nữa xào xáo không còn đẹp nữa. Dạ, 1, 2, 3 nhìn về camera cười cái này. 2, 3. Bây giờ hai con lựa chọn hoặc là về lớp học Nhi Sắc Nhí hoặc là về lớp học Xì Trâm. Tụi con chọn về lớp nào, hai chị em nắm tay vô trong đó ngồi điểm danh. Được chưa? Đó là hai cửa phòng học. Không, và đứa bây ngồi, giờ đừng quay mặt lại đi, mình quay mặt hai con nắm ơi. Tay nhau, hai chị em nắm tay nhau, mời hai con bắt đầu. Đằng sau dạ con xin kính
kính chào các thầy cô và quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Nguyễn Thị Hương, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Quảng Ninh. Và sau đây con xin trình bày bài hát Hình bóng quê nhà, mong mọi người ủng hộ con nha. Con có thể hát một bài nào đó tiết tấu nó chậm hơn không? Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mấy trời lòng lộng không phụ kính công cha. Con nói chuyện thì đúng miền Bắc luôn. Khi mà con hát thì gây một cái sự ngạc nhiên đầu tiên đối với chú. Khi mà vào bài hát á, có lẽ là cái tiết tấu nó nhanh cho nên hát nó bị gấp, nó bị dồn dập và nghe nó không có điểm nhấn. Nhưng mà chú vẫn cảm nhận được cái giọng hát của con nên chú muốn thử một chút xíu nữa để xem cái sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Chúc mừng con. Với góc độ một người khán giả thì khi nghe con hát thì vẫn chưa chạm được tới chú lắm. Chú cần thêm một cái gì đó để có thể là mình hòa theo được cái bài hát đó nữa. Như vậy thì ở góc độ chuyên môn thì như thế nào thưa thầy Quốc Đại? Thầy không biết là con có mất tập trung hay không, nhưng mà cái đoạn đầu thì con hát có vẻ là không tròn trịa. Bắt đầu từ bài lý con mới tốt. Và thầy nghĩ là thầy Nam Cường đã bấm thì thầy chúc mừng con. Tại sao con lại yêu thích những cái dòng nhạc hát về gia đình cũng như là về quê hương như vậy? Dạ là tại vì nó là sở trường với con, với lại cũng có một phần giống như hoàn cảnh con.
Thật là bước con ra nhìn cái áo dài của con là thấy thương rồi. Nó không quá sặc sỡ, nó cực kỳ đơn giản. Mà lúc nãy con nói những cái bài hát này nó liên quan tới cuộc sống của con, có thể cho mọi người biết một cái chút xíu gì không? Lúc đấy chị cũng vui lòng. Phải cảm ơn Cường. Con xứng đáng có một nút bấm ở vòng này để con có thể tiếp tục thể hiện ở vòng sau. Nếu như mà con cần bất cứ cái sự giúp đỡ nào về ca hát sau cuộc thi thì con có thể tìm gặp thầy Đại bất cứ lúc nào nha. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho con đã về được với đội của thầy Nam Cường và thầy Mạnh Quyền, lớp học Xì Trâm. Và thưa tất cả các bạn, năm nay con 11 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh và con xin trình bày bài nhảy Hip Hop Dance. Xin chào Ngọc Hân, và bây giờ chúng ta khoan sẽ... Duy cho coi cái. Xuống đi em thầy rồi, xuống đi. Không có thầy, không có rượt đô đâu. Trời ơi, nhìn gần mới thấy ai quýnh nhủ cho con nhỏ. Mà bước ra sân khấu tưởng trước khi ra ai quýnh khóc trọng không á. Anh tưởng em lên lưng phụ kiện. Không có phụ kiện. Thôi không có bấm đi. Không về, coi lại về. Thôi. Tưởng lên mượn đồ. Ủa chứ. Vậy là cuối cùng là không nhấn nút là chỉ vì con bé đánh nhủ không đẹp rồi. Thế không nhấn nút sao? Tưởng nhỏ ai chọc giận trong sau ra khóc. Rồi cái con bé khóc cái không nhấn nút vậy hả? Đâu biết, tụi đâu biết nhảy đâu nhấn. Không mà con, thầy thấy vậy nè, con nhảy rất là đẹp. Nhưng bị một cái á, không biết là mấy thầy cô bên này có đồng ý không, là cái mặt con nó ít biến chuyển quá. Đúng rồi. Nó bị buồn. Của con mà thi con lo lắng. Đây. Thầy sẽ làm cho mặt con biến chuyển ở những vòng sau. Ồ, nhà thầy có thẩm mỹ viện hả? Cái thần thái chứ không phải cái bên đúng ngoài rồi. Ông ơi. Tưởng đâu mà thầy có thể làm mặt biến chuyển, nhờ thầy chỉnh giùm cái. Chỉnh cho các bạn thầy Quốc Đại á. Anh Đại, MC đang có nhu cầu hút mở mặt. Em ơi, cái nào đây là cái sự phúc hậu và con nít nó rất là thích. Mời thầy Lộc tiếp tục ạ. Đối với thầy thì con nhảy thì nó còn hiền quá. Thầy cần nó dữ dội hơn nữa, máu me hơn nữa. Thì con yên tâm, về đây thì thầy sẽ lo cho con hết. Cũng rất là may là thầy Lộc bấm. Tại vì nếu mà thầy Lộc không bấm thì thầy cũng sẽ bấm để thầy bắt thầy Lộc dạy con. Sao hai bên ngang ngược vậy luôn hả? Ngang ngược vậy luôn hả? Còn đối với thầy Quyền thì như thế nào ạ? Con thực sự có rất là nhiều động tác, con hiểu không? Nhưng cái lực tay của con rất là yếu, rất là lòng và nó không có điểm dừng. Thầy đang chơi một điểm nhấn nào đó trong động tác, hay là một cái dừng hay là bum bum, nó chưa đủ mạnh để cho thầy cảm thấy ra wow, con hiểu không? Nhạc của con tròn rất là hay nha. Phong cách ảo quân của con thực sự rất là tuyệt vời. Nhưng con thiếu rất là nhiều thứ. Và thầy cũng rất là muốn tròn con, nhưng mà thầy cảm thấy rằng là có cái gì đó nó ngắn cách cái tay thầy tới cái nút này, con hiểu không? Thầy Đình Lộc và cô Xuân Thảo đã tròn con. Nhưng nhớ, đây là cơ hội của con, và con phải bản lĩnh nhiều hơn khi con bước tới lớp học này. Tại sao không? Thầy không bấm để thầy giúp con? Bởi cái điểm gì ngày hôm nay đang vân vân. Dạ xin phép ban tổ chức cho em nhờ anh Quốc Đại giúp em qua kiểm tra coi cái chỗ cái nút á, nó có bị cái biến kiến nào chặn lại không ạ? Rồi. Đúng rồi mà, có gì đâu cản. Có khi nào tự nhiên tôi bấm bển cái về bển ta? Là tôi tội đồ nha. Tôi tội đồ ha. Vậy thì bây giờ vậy nha, chúng ta có hai lớp học. Lớp học nào thầy cô cũng giỏi, lớp học nào thầy cô cũng thương con hết. Bây giờ con sẽ lựa chọn. Ai con cũng hâm mộ hết, nhưng mà quyền lựa chọn chỉ có một, cho nên con xin chọn về đội của... chú Đình Lộc và chú yeah. Hợp lý. Xin chúc mừng đội Nhi Sắc Nhi đã tuyển thêm một chiến binh nữa về đội của mình. Đây, thầy ôm cả này, bổ lên nha.
sang đón mùa xuân lâu. Nghèo không có mùa xuân đâu, hai kiếp đời, người thì đỉnh núi, kẻ thì vực sâu. Phương Việt và xin chúc mừng cho Ngọc Diệp và Thanh Thủy. Cầm cái dù gì rồi sao che mưa con? Cái giọng hợp ghê luôn á ha. Từng cái luyến mà đổi từ âm trung qua giọng gió, hai đứa cũng làm mà mấy cô cái đồng ơi, đồng âm hát y một chang bé miền nhau. Nam, một bé miền Bắc. Rồi bé ở miền Nam. Dạ, đây là bé Ngọc Diệp. Ngọc Diệp là quê đâu con? Miền Nam là bé áo đỏ. Dạ con ở Hà Nội. Ủa sao nó giọng miền Nam luôn kìa. Vậy đó nó mới ngộ cô ơi. Rồi, bé Ngọc Diệp là quê Hà Nội nha. Thanh Thủy con quê ở đâu?
Dạ, quê con ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Ngộ nghĩnh lắm. Giống như là từ các miền, các nơi đâu, tự nhiên tụ về trong cái chương trình này rồi mình bắt cặp với nhau. Mà hai con rất là, gọi là y như là chị em sinh đôi vậy đó. Mọi cái nó hòa quyện với nhau lắm, gương mặt cũng vậy. Ha. Đúng rồi. Chỉ có một cái là con bé bên đây nở hơn bé bên đây một chút thôi. Lúc đầu là cô bị tập trung qua bạn Ngọc Diệp nhiều, nhưng mà một hồi bắt đầu cô cuốn luôn, cô nhìn luôn cả hai bạn, xong cô nhìn sang Thanh Thủy, mà một hồi cô nói chú Đại Nghĩa là ủa sao nhìn giống Đơn Thanh Nguyễn. Đâu có, cô Trang có đẹp hơn. Nhìn Thanh Thủy nãy em nhìn thấy giống Diệu Nhi, có nét là giống cô Diệu Nhi á. Nhưng mà nói thiệt là hai đứa con hát hay lắm. Chính xác. Ban đầu á là bé bên đây, bé Ngọc Diệp, là chú Nghĩa trời sao giọng con bé hay quá, luyến lấy này kia hay quá. Hơi sau tới bên đây bé Thủy cất giọng lên hay không kém. Mà có điều hơi gấp ý chút xíu nha. Giống như mấy cái bà vũ công á, nhìn mình chắc là cũng cười khinh bỉ hay sao á. Thấy cái kết không? Không cười hết mà che miệng vậy nè, cười. Không, chắc người ta làm cho nó ra vai á chú ơi. Nói chung là cô rất là thích cái tạo hình của tụi con, bởi vì cô rất là thích văn hóa của Nhật. Thì đối với cô là cái văn hóa Nhật nó rất là hay, mà thầy Quốc Đại cực kỳ thông minh trong cái tiết mục này, là từ cái ca khúc của chú Thanh Sơn mà làm ra theo cái kiểu Nhật ha. Chỉ có điều là nếu như cứ hát hai người trở lên là phải cố gắng có bè, nó sẽ tạo cái cảm giác nó hấp dẫn hơn cho người nghe. Còn lại mọi thứ rất là dễ thương, rất là đẹp, hát rất là tốt, ngọt ngào. Cảm ơn tụi con. Dạ, tụi con cảm ơn cô. Thì Đào Duy có một cái điều là thấy thầy Đại rất là thông minh và rất là thương yêu các bé, là tại vì bé gốc miền Trung, đứa bé gốc Hà Nội, mà giờ không lẽ hát nhạc gì thì mất công là chị em mới tị nạnh thôi, đưa ra Nhật Bản hát luôn. Nhưng mà đây là một sự lựa chọn rất là đúng đắn của thầy Quốc Đại dành cho tụi con. Không, thật sự là khi mà Quốc Đại nghe bài này thì rất là thích, mà mình không bao giờ hát được bài này đâu. Tại vì thấy không có hợp, để nữ sẽ hát bài này sẽ truyền tải nó hay. Nên khi mà gặp hai giọng ca này, khi mà chọn về đội, được về hai con thi, là lúc đó là chưa chọn về đội thầy, thì thầy đã nghĩ là sẽ làm bài này cho con rồi. Bởi vì thấy tự nhiên thấy rất là hợp để mà mình có thể làm. Và cũng may mắn là giành được từ thầy Nam Cường luôn. Mất hai gấu bông mà về đội của Quốc Đại. Thầy Cường có đòn. Sáng sớm đi bắt cua đồng đi thác rượu, phía sau nó đùa bên đám bạn, nơi lũy tre trời trôi tìm. Khói bếp cây mát mẹ già bên bếp lò, cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm. Công suất quê tôi lượn phòng, quê tôi mênh mông lúa mới, cò bay lạ lơi, công an ai à. Chiều chiều nhớ về chốn xa, một thời con nít còn chăn trở. Trời trôn tìm khói bên cây mắt bên già bên bếp lò cơm nước.
huyết sao nô đùa bên đám bạn nơi lũy tre trời chôn tìm khói bay ấp cây mắng mẹ già bên bếp lò cơm nước xong rồi mấy đứa về ăn burger. Con đã hoàn thành phần thi của mình rồi và bây giờ chúng ta sẽ nghe cô Đoan Trang nhận xét như thế nào về tiết mục dự thi nha. Xin mời cô. Dạ. Cô rất là thích bài hát này của con. Cái bối cảnh rất là dễ thương, ở vùng quê có lũy tre, có cây lúa ha. Rồi giọng hát của con cũng rất là, lực của con rất là mạnh. Có điều là để ý những cái nốt thấp nha con. Những cái nốt trong cái bài hát mình sẽ phải tập làm sao để mở thêm, hoặc là có cái chiêu gì đó hát để đừng mấy cái nốt thấp đừng có để bị tối quá ha. Và cô rất là thích những cái bài hát của thầy Nam Cường làm cho đội các con nói chung. Âm nhạc rất là mới, rất là sang. Cảm ơn con. Dạ con cảm ơn cô. Mời cô Ốc. Ở bài hát này thì cô không có để ý đến những cái bối cảnh xung quanh mà cô chỉ tập trung vào giọng hát của con. Tại vì cô thấy con giữ được cái giọng hát của mình á, từ đầu đến cuối gần như là không có một cái đoạn nào mà cảm thấy nó bị tụt cái cảm giác của người nghe, và con đã làm rất là tốt. Nhưng để cho bài hát của mình sinh động hơn thì cô nghĩ rằng là Hà Vi cần phải giải phóng hình thể hơn, đúng với cái tinh thần của bài hát này. Còn tụ chung lại thì đây vẫn là một tiết mục tốt của Hà Vi. Dạ, cảm ơn cô. Thầy con đã đưa ra một cái không gian mà rất là có cảm tình với người xem. Nó mọi cái nó nhẹ nhàng, mà con thì cũng vậy. Chú Nghĩa nghe bài này cũng nhiều bạn hát lắm rồi, nhưng mà hôm nay khi mà nghe con hát, chú Nghĩa vẫn có một cái cảm giác nó rất là tươi mới. Và nghe con hát, chú Nghĩa cảm giác đói bụng muốn về nhà ăn cơm liền vậy đó. Dạ đúng rồi, mà thầy của bé chọn cũng mát lắm. 8-9 giờ tối hát bài về ăn cơm, đói muốn xỉu vậy đó hà. Con đói bụng không? Dạ không. Không đói, bởi vì mình sung quá, mình ra mình trình diễn vui quá mà phải không con? Bây giờ vô trong cánh gà mới bắt đầu đói nè. Dạ con không đói, con không mới đói ăn. Luôn mới ăn luôn. mới ăn. Hàng chi năng lượng con bé nó dồi dào hết sức luôn vậy đó. Chúc mừng con với bài hát vừa rồi nha. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn con. Và bây giờ thì mời con có thể trở về bên trong. Mãi mãi con nhớ.
Thấy thương quá à. Bây giờ con nghe cô Ốc nhận xét trước đi, chứ cô Ốc rưng rưng rồi, hồi cô Ốc khóc rồi cô không có nói được nữa. Cô Ốc đã biết bạn Tuấn Tú từ trước, cô rất là thích con, tại vì Tuấn Tú có một gương mặt đúng như cái tên của con. Gương mặt rất là sáng sân khấu và làm cho người ta có thiện cảm với con ngay tức khắc. Bài hát này thực ra cũng nhiều tâm sự, là một bài hát buồn. Nhưng mà cái cách con hát làm cho cô cảm thấy nó không có bị quá ủy mị. Và cô thích cái tinh thần như vậy. Có đôi chỗ cô thấy hơi hơi bị lơi lơi nhịp, hơi bị chậm hơn cái nhịp một chút. Nhưng mà cái cách mà con điềm tĩnh để mà con quay trở lại và con làm tốt hơn ở phần sau thì cô nhìn thấy. Và cô thích cái sự nhẹ nhàng, thanh tao của con. Cô nghĩ rằng là bao nhiêu đó thôi là cũng đủ ghi điểm rồi ha. Cảm ơn cô rất là nhiều. Biết sao mà con hơi bị lơi nhịp không cô Ốc? Là do có một số cái từ á, mình nhấn vào cái từ đó mình luyến nó hơi lâu hơn mức bình thường. Ví dụ như là cái từ, cái đoạn mà buồn vì trời mưa hay bão trong tim, thì con luyến cái chữ bão á, thấy nó bão lớn quá con. Thấy nó bão lớn quá luôn á. Luyến nó dài hơn một tí, nó chỉ một tí thôi, nhưng mà chính vì vậy nó lại bị lơi nhịp ở những cái đoạn sau. Nhiều khi mình hơi tham xíu, mình luyến nó hơi lâu một chút, mình kéo nó hơi dài một chút, đâm ra nó hơi bị trễ nhịp một chút vậy thôi. Cảm ơn con. Cảm ơn chú ạ. Cô Trang sẽ còn nhận ra nhiều điều nữa để dành tặng cho con. Xin mời cô ạ. Cô là luôn luôn rất là nể phục những người ca sĩ mà hát cái dòng nhạc trữ tình hay là bolero. Bởi vì những người hát trữ tình á, cần cái cột hơi dài ghê lắm. Và bản thân tụi con là những bạn nhỏ mà tụi con đã yêu thích cái dòng nhạc này, và tụi con còn hát hay nữa. Nhưng mà mình phải tập luyện nhiều hơn nha con, để câu chữ của mình, tất cả những cái luyến, những cái hơi mình nhả chữ này kia nó sâu hơn thì cái bài của mình nó ngọt hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay cô thích con ở chỗ là con rất là thư sinh nè. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Tuấn Tú. Trên quê hương qua đi hỏi một làn nắng đi cùng
Lúc mà hả bạn Thu Hằng vừa xuất hiện một cái là cô nghe giọng cười hả 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 nè chú Đại Nghĩa nè. Tại biết sao trước đó là mấy cô đang cô ra đang ra từ trong đi ra, ra đi ra liên tục qua ngồi nhí. Đó những người lớn mà đang quen mắt tự nhiên cái tầm nhìn thụt xuống chút thành ra chú mất cười mà nó dễ thương lắm. Con ơi quê con ở đâu? Dạ thưa chú là quê con ở Bắc Ninh ạ. Đúng luôn, đúng là Quan Họ. Nghe ra cái chất giọng nó ủa sao bé này hát ra cái chất Quan Họ quá mà trong khi còn nhỏ như vậy mà ra được cái chất đó rất là khó. Thì ra đúng là quê hương của con luôn ha. Thu Hằng là một bạn rất là tự tin. Con tự tin, con hoạt ngôn và con làm chủ mọi thứ ở trên sân khấu. Và lại rất là có duyên nữa, nhìn có phần hơi già dặn chút xíu so với cái tuổi của con. Cô nhìn Vân ơi, con không cảm giác là bạn ấy lớn lắm vậy đó. Ở ngoài hiền queo à, lên sân khấu vậy đó. Wow. Vậy hả? Đối với cô á là con có một cái gì đó làm cho cô cảm thấy thu hút lắm. Mặc dù con không có phải rần rần ồn ào, nhưng mà sâu trong con người con là một cái gì đó rất là lớn lao. Bởi vì con có được một cái sự điềm đạm từ tốn trên sân khấu, con xử lý. Tại vì cô biết là đôi khi có những cái đoạn nhạc con đang dọ coi phải vô chỗ đó không. Nhưng mà con dọ rất là khôn, con không có để cho ai biết hết. Con hát theo và đúng rồi, thế là con hát lớn lên cái từ chỗ từ. Mà phiêu phiêu đó. Đó, cái chỗ mà hát phiêu, hơ đó. Cho nên cái đó là một cái sự chững chạc ở trên sân khấu đó con, mà không phải ai cũng có được. Chúc mừng con. It's over.
cảm ơn vũ đoàn Đam Mê và phần biểu diễn của Lưu Quốc Vượng. Chúc mừng con. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe cô Ốc nói như thế nào về phần biểu diễn này. Mời cô. Nói gì nổi nữa. Quéo luôn rồi. Tại vì con ra một cái là cô cảm giác giống như là cô mới được uống đâu mấy lon nước tăng lực. Trời ơi, cô phân nữa. Nói chung là bây giờ là cô có thể tăng động vì con luôn đó. Quốc Vượng. Lưu Quốc. Ủa sao giờ con nhẹ nhàng vậy? Hồi nãy giống như là con là một người khác. Thì đúng rồi, cô cái phần biểu diễn đó người ta dành cái năng lượng cho việc đó, còn bây giờ người ta cái trời gốc ơi, là nhẹ nhàng hả? Vậy con cảm ơn cô một cách rất là máu lửa hồi nãy coi. Con làm ơn cô. Chết luôn rồi. Thầy ơi, cô tráng váng. Mời thầy Đại Nghĩa. Chắc con là học trò cưng của thầy Nam Cường hay sao đó. Thầy Cường hộp. Hộp con hộp 10. Hộp bự. Trời, để đâu bao nhiêu hộp là thầy dồn qua cho con hết thì sao đó. Con ơi, con đã từng tham gia nhiều cuộc thi hát chưa? Dạ thưa thầy, đây là lần đầu tiên con tham gia một cuộc thi lớn ạ. Ồ, chứ trước giờ con tham gia những cuộc thi như thế nào? Dạ trước giờ con chỉ đi diễn giao lưu ở trong tỉnh thôi ạ, chứ con chưa đi tham gia. Con ở tỉnh nào con? Con ở tỉnh Phú Thọ ạ. Phú Thọ. Con có học hát không? Dạ con ở Phú Thọ nên là không có nhiều trung tâm dạy thanh nhạc, nên là con phải tự nghiên cứu trên YouTube ạ. Wow, tự nghiên cứu, tự tập mà hát được như vậy thì quá là tốt. Và ngay cả cái phong cách trình diễn của con cũng vậy, con có bị ảnh hưởng bởi ai đó không? Dạ con nghĩ đây là một phong cách của Quốc Vượng ạ, chứ không phải một phong cách của ai đó. Và cái phong cách này là phong cách trình diễn của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Và chú thấy thấp thoáng đâu đó có hình ảnh của chú Nu Phước Thịnh, có một chút hình ảnh của chú Tùng Dương. Có nhiều cái màu sắc, nhiều cái hình ảnh mà chú nhìn thấy ở trong con lắm. Con yêu thích cái âm nhạc, con yêu thích được trình diễn, cho nên là con xem nhiều đúng không? Và những cái điều đó mỗi người con học, con góp nhặt một chút để tạo ra một Quốc Vượng đầy lửa trên sân khấu của ngày hôm nay. Về giọng hát của con rất là chắc, con chưa từng học thanh nhạc mà con hát được như vậy rất là chắc, cột hơi con rất là khỏe. Những cái chỗ con xử lý gằn giọng nó cũng rất là hay, nó hợp lý, nó không có quá nhiều để mình cảm giác là bị lạm dụng. Con rất là chừng mực trong cái chuyện xử lý những cái câu nào con gằn, những câu nào con hát mạnh, những câu nào con buông lơi. Con làm điều đó rất là tốt. Và chú Nghĩa đang cảm giác như là mình đang đi coi một tiết mục của một ca sĩ chuyên nghiệp, chứ không phải là một cậu bé 13 tuổi tham gia chương trình này. Với cô á, là cô rất là hiểu con ở chỗ là con quá đam mê, con quá bản năng, nhưng mà con rất chuyên nghiệp. Con chuyên nghiệp cho nên con nghe, con xem, con góp nhặt những cái gì hay, nó mới ra một cái phiên bản Quốc Vượng như vậy. Rồi bây giờ con được lên một sân khấu lớn, con được bung xõa như vậy đó. Đây là cái nơi sẽ làm cho con tỏa sáng. Nhưng mà thầy cô sẽ cùng giúp cho con để làm sao cho con trải nghiệm được tất cả những cái thể loại âm nhạc khác nhau, để xem cái khả năng của con tiếp theo nữa sẽ ra làm sao, nếu như con may mắn được vào vòng trong nha con. Vẫn giữ cái lửa đam mê đó nha con. Rất tốt. Cảm ơn con. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Bây giờ con sẽ nghe thử xem là thầy Nam Cường dặn dò con như thế nào nhé. Về phần Vượng á, Vượng là một người có cái năng lượng rất là nhiều, cũng như là con rất là máu lửa trên sân khấu, khác với những gì mà lúc mà thầy cô tập cho con ở nhà. Rất là hiền, rất là ít nói, nhưng mà lên sân khấu con rất là máu lửa. Nhưng con bị một cái là con không có biết cách chia năng lượng của mình đều trong một bài hát. Cái điều đó thầy nói ra rã mỗi ngày, và trước khi thi thầy vẫn dặn con điều đó. Và rất là may khi mà ngày hôm nay, khi mà con bước ra sân khấu này, con đã làm đúng với những gì mà thầy dặn. Chỗ nào cần bùng nổ, chỗ nào cần giữ hơi như thế nào. Tại vì thầy biết thầy đã từng nhảy và hát rồi, rất là cực, giữ cục hơi rất là mệt. Nhưng mà ngày hôm nay con làm đúng với những gì mà thầy mong đợi. Cảm ơn con. Rồi, cảm ơn Quốc Vượng. Chiều qua cuốn đi ngôi nhà, từ đây em bé bơ phơ, sẽ không còn cha, sẽ không còn mẹ nữa. Cơn bão chiều qua cuốn đi con đường, về một mái ấm đơn sơ, ước mơ của em. Về một thế giới ấm áp tràn yêu thương, nơi sẽ chia hạnh phúc. Ngày mai tươi sáng cho em những gì hy vọng, đó là mái trường. Dẫu rằng em bước thanh thang, hồ
bồ câu tôm canh về một thế giới cho em những gì tốt đẹp đó là tấm lòng của bao người. Của bao người. Vũ đoàn đam mê, chúc mừng Hà Vi. Thầy Cường, có chuyện gì đã xảy ra với thầy? Tại cái lúc con hát, con có hơi bị tập trung quá. Có một số cái con không làm đúng cái ý đúng không? Nhưng mà về sau đó thầy thấy con lấy lại bình tĩnh. Cảm ơn con. Hà Vi ơi, mệt không con? Dạ không. Con có hài lòng với tiết mục của mình không? Dạ một nửa. Một nửa. Có phải dạ. Do hôm nay mình hơi hồi hộp, hơi căng thẳng chút xíu không con? Sự là cháu phải đi bác sĩ hai ngày nay. Đó, ngày... chú nghĩ rằng con mệt. Ngày hai hôm nay là cháu đi bác sĩ. Và cái ngày hôm qua chạy chương trình á là ù tai không nghe gì hết luôn. Một phần là vì bài hát này khó quá. Nếu mà không bản lĩnh là sẽ rất là dễ bị lôi ở một số đoạn. Nhưng mà không thể phủ nhận được rằng là Hà Vi vẫn có một cái chất giọng rất là đặc biệt. Đầy nội lực, nó khỏe và nó rất là nhiều tâm trạng. Nên là nó vẫn truyền tải được cái điều bài hát này muốn nói. Cảm ơn con. Chú Nghĩa có cảm giác giống như cô Vân vậy đó. Cảm giác con đang cố, con hết sức, con rướn để con hát. Và nó không có thực sự được thoải mái. Và cái điều đó nó còn hiện rõ lên trên gương mặt của con luôn. Thì đây cũng sẽ là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta tham gia một chương trình nào đó đó con. Phải giữ được cái sức khỏe của mình, phải giữ được một cái trạng thái nó tốt nhất cho cái ngày thi. Cái âm sắc giọng của con chú cũng rất là thích. Ráng giữ gìn sức khỏe cho tốt con nha. Dạ. Bài này là một bài hát rất là hay. Tuy nhiên á, để hát được bài này tốt á, phải có thời gian để cảm nhận được cái điệu của cái bài này. Tiết tấu của bài này là kiểu phân kỳ, nó hơi rock alternative thì nó rất là khó để mà có thể bắt nhịp được nó. Cần phải có cái nhịp ở bên trong là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đủ cái thể lực của mình để mà đi hết tất cả các quãng. Bài này vô cùng khó, cao độ lên xuống, phải có thời gian vừa cảm được âm nhạc, vừa tập thật là kỹ thì hát mấy cái đó nó tròn trịa đâu đó hết á. Người ta nghe, người ta mới cảm nhận mất sức khỏe chút xíu, nhịp chưa chắc hoặc là cái cao độ chưa vững. Giống như cái đường ray, nếu như cái nốt của mình nó đi trật ra đường ray một cái là người ta thấy được mấy cái lỗi đó của mình liền. Đó là cái vấn đề của con ngày hôm nay thôi, chứ cũng giống như là chú Đại Nghĩa và cô Ốc Thanh Vân. Từng con sông lớn đang dần trèo thành bão giông, không ngừng xua hết đi cả những khát khao. Lòng này tan vỡ, chỉ còn lại những đớn đau, khiến từng lời nói tan vào gió mưa. Chẳng thể khóc, cũng sẽ không thể gục ngã. Dù chìm trong ngục tối, cũng sẽ không ngừng nuôi giấc mơ. Tôi không im lặng. Năm trước có những điều luật khác nghiệt và chưa bao giờ có thể đổi thay. Nhiều điều vô nghĩa không khi nào được nói ra, giờ thì đã đến lúc phải khác đi. Vì tôi sẽ đứng lên từ hy vọng để giấc mơ vụt bay. Không sao.
Xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Đây là một cái ca khúc rất là khó, rất là quen thuộc đối với nhạc phim, phim Aladdin. Và cô bé này đã hát lại cái ca khúc nhạc phim Aladdin và lời Việt thì do Ái Phương viết lời. Thì do đó một cái ca khúc nhạc phim thì chắc chắn sẽ là một cái thử thách khó đối với cái độ tuổi của mình rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ lắng nghe và nhận xét từ các thầy cô trong ban giám hiệu nha. Xin được mời cô Đoan Trang ạ. Wow, cô không ngờ một cô bé 9 tuổi mà có thể hát được một bài hát này. Cô muốn một tràng pháo tay nữa dành cho con. Cảm ơn cô ạ. Đây là một bài hát âm vực quá rộng đi, bởi vì nó có cái phần đầu là những cái nốt giới thiệu, cho nên là nó rất là thấp, bởi vì đó là những cái nốt tự sự, rồi sau đó nó mới đi vào cao trào và đẩy cao trào liên tục thì bắt buộc mình hát rất là mệt đó con. Mà con có một cái giọng hát khá là hoàn chỉnh. Ban đầu thì khi mà cô nghe giọng con lúc đầu thì nó hơi tối, thì cô cũng vẫn lại lo cái câu chuyện về tông. Nhưng mà sau đó là cái phần sau quá cao, thì đây là câu chuyện về âm vực. Mà với một bài hát âm vực rộng như vậy thì chắc chắn là thầy của con không có cách nào khác là chỉ giữ cái tông đó để đủ cái lực hơi của con, để giữ được những cái nốt ở dưới, những cái nốt trầm nhất và nốt cao nhất cho con thôi. Và như vậy là một cái sự cố gắng rất là lớn của con rồi. Và cô đánh giá rất là cao, rất là tốt, rất là tuyệt vời rồi. Bởi vì cái phần biểu diễn này được dàn dựng rất là hoành tráng, có các cô chú xung quanh với những cái đạo cụ rất là to. Một em bé 9 tuổi nếu như không đủ kinh nghiệm thì tụi con sẽ bị dễ bị choáng ngợp. Rồi còn đeo ở trên đầu những cái nón này kia, mặc áo váy dài, rồi phải diễn với các cô chú mà ở cái thế lực đen tối đó, là trong cái phần điệp khúc đó. Nhiều cái phần đó cộng hưởng lại cho thấy là con là một em bé rất là bản lĩnh. Và đây là một phần biểu diễn thành công đối với cô. Xin chúc mừng con và thầy Quốc Đại của con. Dạ, cảm ơn cô Đoan Trang. Con mời cô Ốc Thanh Vân nha. Dạ, người biết không, cô thích bài hát này khủng khiếp luôn. Không biết là mọi người đã xem bộ phim Aladdin phiên bản mới nhất chưa? Bộ phim này với phiên bản lồng tiếng Việt á, hay nhức nhối. Tất nhiên là sẽ có sự so sánh giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng cô thấy rằng là ở bản tiếng Việt gần gũi và mọi người hiểu được hết tất cả nội dung. Và cái đoạn nàng Jasmine phải chiến đấu để bảo vệ vương quốc của mình và không thể im lặng trước những cái thế lực xấu nữa, một cái đoạn mạnh mẽ mà cho thấy cái cá tính của cô nàng này. Nên đến khi mà cô thấy là tiết mục của mình là hát lại bài hát này, cô có hơi ngạc nhiên là ủa tại sao, nếu vậy không để cho Gia Nghi hóa thân thành nàng Jasmine luôn với bộ trang phục đó, cái bối cảnh đó thì sẽ rất là đẹp. Nhưng mà sau đó thì cô đã hiểu lý do, thông điệp rất là hay và được lồng ghép trong bài hát này, và thực sự nó rất là phù hợp với ngay lúc này. Trong cái lúc mà mình đang ghi hình thì vừa rồi vừa mới xảy ra một vụ cháy rất là lớn ở Hà Tĩnh. Làm sao để con người ta có thể bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp đây? Tất cả là phải nhờ ý thức của mọi người, và chúng ta cần phải làm điều đó. Và một đứa trẻ nhỏ như con cũng đã hiểu được điều đó rồi, và con đã thể hiện trong ca khúc này. Cô rất là cảm phục cái việc mà con đã rất là cố gắng cho bài hát này, cũng như là cả sự dàn dựng của thầy Quốc Đại. Cô nghĩ đây là một tiết mục rất là đẹp. Đúng là chúng ta không thể im lặng được nữa, chúng ta sẽ phải lên tiếng, và mọi người đều phải làm tốt cái việc này để bảo vệ mọi thứ xung quanh, đúng không con? Riêng đối với Gia Nghi thì hồi nãy cô Đoan Trang có góp ý con về phần giọng hát rồi, chắc là bạn Nghi cũng biết rồi, thì mai mốt cô nhắc Nghi chút xíu thôi nha. Đôi khi mình diễn đó thì có những lúc trang phục hay là tóc của mình á, nó có thể làm mình hơi bị phân tâm một chút. Cô biết là con cũng không muốn, nhưng mà lúc mà bước ra sân khấu lúc đó con đang rất là đẹp, nhưng mà tóc con che mất tiêu, còn thấy con bên mắt à. Nếu mà mình hát mình thấy con bên mình cũng hơi khó chịu, đúng không? Thì lúc đó mình có thể mình linh hoạt xem mình có một cái động tác nào đó để mình hợp lý hóa cái chuyện mình hất tóc hay không. Cái đó chỉ là một chút xíu nhỏ thôi, Gia Ghi sẽ làm được điều đó. Còn về cơ bản thì con đã làm rất là tốt rồi, và cô nghĩ là tiết mục này chắc là sẽ rất là nhiều người thích và sẽ chia sẻ rộng rãi đó. Thầy đã nghĩa tính làm thơ nữa. Em đâu bắt lỗi gì đâu mà anh. Cái dáng tóc thôi cũng bắt lỗi con nhỏ nữa. Cái đó là em nói bé là lần sau bé lưu ý hơn thôi, chứ hình ảnh bé đẹp tự nhiên che mất bên mắt rồi. Mới có 9 tuổi hát một cái bài nó khó như vậy, nó cần phải có cái sự tập trung cao độ. Thời gian đâu, tâm trí nào mà nghĩ tới cái chuyện cọng tóc nó che cái mặt. Trời ơi con ơi, nói thiệt nha, cỡ như chú hay là cô Dân mà hát cái bài này, bây giờ tóc nó ụp nó che hết cái mặt, chú cũng không có tinh thần mà dán ra nữa con. Thật sự thì thầy Đại cũng thấy mình rất là ác khi mà đã giao một cái bài hát này cho con. Bởi vì đây là một bài hát mà thầy đi xem phim thầy quá thích đi. Yeah.
Và thầy nghĩ rằng mình phải làm ca khúc này trên Thử Tài Siêu Nhí. Nhưng mà thầy hay chứ, thầy cập nhật vừa cái bài hot của phim mới của Aladdin nè. Thầy vừa cập nhật cái tình hình thời sự bây giờ, vừa cháy rừng xong. Cho nên là rất là cộng hưởng, rất là hiệu quả. Nhưng mà đối với thầy hôm nay, con đã làm rất tốt so với những gì con đã tập cho tới giờ. Tới hôm nay là thầy thấy con phát triển rất là tốt. Mà mỗi ngày con mỗi tiến bộ rất là nhiều. Thầy tin rằng là nếu như mà con có cơ hội đi tiếp, con sẽ làm còn nhiều điều tốt nữa. Cố gắng con nha. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta vừa đến với một cái tiết mục dự thi mà nó không chỉ dừng lại ở việc là nhận được bao nhiêu điểm số, mà chúng ta đã nhận được một cái thông điệp rất là rõ ràng từ tiết mục dự thi của bé, đó chính là hãy bảo vệ yêu thương môi trường. Và chúng tôi cũng muốn được gửi lời cảm ơn đến với Vũ đoàn Phương Việt, đến với các thầy cô trong lớp học Nhi Sắc Nhí và tất cả những thầy cô trong ban giám hiệu của trường Thử Tài Siêu Nhí đã tạo một cái sân chơi ngày hè như thế này để các bé có thể mạnh dạn nói lên những thông điệp.